Đang chờ ghép đơn à? Em ăn đủ Gojet nhưng mà ngắn quá. Tân Bình hả? Và làm tới Bình Thạnh. À, bên xe này. Được, cái này giật ok ha, tuyệt vời luôn. Cái này à, 4 khúc giật cái này dính. Cái này nó bị che đơn do thủy nhiều á. Thủy nhiều hả? Cái này nó che đơn, cái này nó bị thả ra lại. À. Che đơn. Đúng rồi, bắt buộc phải hủy thôi, làm chạy la la thì buộc phải hủy thôi anh ạ. Thì nó không thuận với lại nó gì khi giá cả tới mà ấy đó, hủy rồi mua rồi mình ra. Mấy này nó hại, nó nói trong phố mà nó nhảy rồi, nó nhảy không nguyên cả buổi sáng. Nó nhảy mấy cái đơn hai mấy, không mấy cái đơn lớn không còn. Không có đơn nào để ghép nhỉ? Ngắn quá ghép đâu được. Ngắn quá ghép tốn phí. 10 này, 11 này, để thấy này 16 này. Anh không vuốt à? Không vuốt như vậy làm sao mà giật được? Phải vuốt như vậy này, đơn mới nó hiện lên này, giật đầu tiên. Thế hả? À? La la này ở đâu mà chả có đơn? À, là Tân Tạo anh không chạy hả? Hòa cũng dầu một, ít giờ đi lắm, ra đó chạy tiền mạnh lắm. Anh đi ra bên Hòa, anh không giật lại được mấy người bên Hòa đâu. Hòa ra chẳng bao giờ đi. Ừ. Đơn có đấy, nhưng mà bên Hòa giật hết rồi, mình không giật lại bên Hòa đâu. Anh chạy mấy năm rồi? Hả? 2 năm hả? Là vào cái là chạy la la luôn hả? Chưa từng chạy AA mua hả? Xuyên. Không bao giờ hả? Đó là một ngày chạy cái 5-6 tiếng đi về à. Đi con 3 xị là đi về. Có thu cồng kềnh không? Cồng kềnh quá có thu phí không? Có hả? Anh giật cái là gì? Cái này với Đức giật lẹ lắm. Giật cái dính à. Và do tuần vừa rồi là bị hủy đơn, mấy đơn liền cái nó hạn chế đơn. Cái hồi đó giật lẹ lắm. À giật là dính rồi là dính là. Tốc số của nó là 80% là dính. Tự nhiên cái tuần vừa đầu bị hủy nhiều quá. Mua đơn đá. Mùa mưa đi, 4-5 giờ về còn mưa. 3 giờ 4 giờ là về. La la này là mùa mưa không bao giờ chạy được. Hàng to quá chạy kiểu gì? La la là 10 đơn thì hết 9 đơn hàng to này. Không kiểu AA. Bên AA thì em 10 đơn chỉ có 2 đơn là hàng to thôi, còn là hàng nhỏ hết. Hàng to đặt la la cho nó rẻ. Hàng to đặt AA cho nó mắc. Bây giờ nó đặt ở đâu á, đặt hàng cầm cây đâu. Nó cứ đặt xong có ghi chú là yêu cầu có ba ga không. Bây giờ yêu cầu ca ba ga 10 ngàn thì hàng cũng quá cha rồi. Nói nó hỏi điều thì họ cho, hỏi điều thì hỏi cãi. Hồi kia đó nó, tôi ghi có ba ga đó. Ủa anh ghi chú nó khác. Anh đặt nó khác. Ghi chú. Không có mẹ. Bác chạy lần về chứ bác chờ lại cả tiếng không có làm sao? Thì lúc đó là mất thời gian là buộc phải chạy về nữa. À. Bác chạy vừa chạy bác vừa tìm đơn này, thì tới đâu thì ta hốt tới đó. Chờ một chỗ. Ta đi về nó mới có tiền. Ta đi dụ mới chạy thẳng vô. Phải may mắn cơ. Ghép đơn cũng phải có may mắn thì mới ghép được cái đơn cùng tuyến. Mình làm ăn phải có may mắn, mình không may mắn là mình làm cả ngày không có thu nhập. Đơn không có này. Biết đâu anh đi qua Thủ Đức Phản Phúc thì cái nó có liền sao? Nhưng mà đây là ngoài thành rồi. Đơn ít rồi. Ba mấy phút rồi, giờ đứng 30 phút rồi là 1 tiếng rồi. Rồi lấy đơn ghép 30 phút rồi là tiếng rưỡi rồi. Cũng hết mớ thời gian đó ha. Đúng không?
Hello, xin chào anh em Lalamu. Hôm nay mình sẽ làm một video về hướng dẫn về kỹ năng cho anh em chạy Lalamu. Anh em mới vào làm thì anh em chưa có kỹ năng gì hết, thì cũng cần phải học hỏi rất là nhiều những người nào đi trước ha, họ đã chỉ cho. Nhưng mà thì anh em phải đi ra đường và anh em phải tiếp cận được những người cũ, thì chưa chắc cái khâu tiếp cận là cả một vấn đề đó anh em ạ. Thì tiếp cận được rồi thì chưa chắc thì những người đó đã hướng dẫn cho anh em kỹ năng để anh em chạy ship đâu. Tại vì những cái bí quyết mà người ta chạy thì người ta sẽ không tiết lộ đâu, thì để người ta chạy người ta kiếm tiền chứ mắc gì người ta tiết lộ cho anh em. Nhưng hôm nay mình làm YouTube thì mình sẽ tiết lộ cho anh em ở trên này, anh em vào xem, anh em biết được là chạy la nó như thế, mình phải làm sao thì nó mới nhiều tiền được. Không phải tự nhiên mình chạy nhiều tiền được. Anh em không biết cách chạy, anh em chạy thứ nhất là tốn xăng, thứ hai là mất thời gian, thứ ba là không có thu nhập. Đó, có ba cái là quan trọng nhất khi chạy ship: mất thời gian, thu nhập ít, tốn xăng. Ba cái thứ đó là không có thể lấy lại được. Ba cái thứ đó một khi mình đã trôi đi rồi, đã qua rồi, không bao giờ lấy lại được. Cho nên hôm nay mình hướng dẫn cho anh em chạy Lalamu mới vào làm, mới vào chạy Lalamu thì nên làm những cái gì để mà thu nhập tăng cao, không mất thời gian, không tốn xăng. Thường thì anh em mới vào thì anh em đăng ký xong thì anh em mua đồng phục và mở app lên chạy thôi. Thì cái thanh chất lượng của anh em bên dưới hình đại diện của anh em có thanh chất lượng thì thường là sẽ bước đầu tiên là sẽ hai khúc ha. Ý nghĩa của khúc này là như nào? Thanh chất lượng càng nhiều khúc thì cái cơ hội giành giật đơn nó càng cao. Lúc này có cái bác mình mới gặp thì thanh chất lượng là 4 khúc màu xanh, thì bác ấy giành giật được đơn nó nhanh hơn anh em, giật cái là dính ha. Còn anh em có 2 khúc màu cam mà thì anh em giật không lại mấy người khúc màu xanh đâu, 4 khúc màu xanh giật hơn. Nhưng mà anh em vẫn có thể giật được cái đơn to tiền, với điều kiện là anh em phải bấm đầu tiên và anh em gần khách nhất. Thì có 2 điều kiện đó, nếu một điều kiện anh em bị thiếu thì anh em sẽ không giật được cuốc. Nó phải hội tụ 2 điều kiện đó thì anh em mới giật được cuốc to. Thì cái bước đầu tiên anh em mới vào làm thì anh em tìm được cái cuốc nào mà hiệu quả, làm việc hiệu quả. Anh em cứ cuốc to anh em vẫn giật nhá, cuốc nhỏ anh em vẫn giật nhá. Tất cả mọi cuốc anh em phải giật. Nếu mình không giật thì làm sao mình biết được nó dính mình hay không. Nhưng mà anh em mới chạy thì anh em nên né những cái cuốc cồng kềnh. Anh em né những cuốc cồng kềnh đi, tại vì mình khách đặt cồng kềnh trong app nó như thế thôi. Thì sau khi anh em chạy tới thì cồng kềnh nó sẽ quá mức quy định, nó to nó nặng, nhiều khi anh em không biết xử lý thì khách sẽ hủy chuyến. Hoặc nhiều khi anh em cuốc nào anh em cùng chở thì anh em thiệt thòi cho bản thân mình thôi. Thì tốt nhất anh em chạy những cái cuốc mà không có cồng kềnh, không ghi chú cồng kềnh, không ghi chú gas ba ga, chạy những cuốc bình thường thôi. Cuốc nhỏ anh em cũng chạy nhá. Anh em một ngày anh em chạy tầm 10 cuốc nhỏ đây. Một tháng anh em cứ tổng hợp lại biết bao nhiêu cuốc thì cái thanh chất lượng của anh em nó sẽ càng ngày càng nâng lên, thì cái cơ hội giành giật những cuốc to thì anh em sẽ có hơn. Anh em không cần chạy những cuốc to đâu, chạy những cuốc nhỏ đi. Trong vòng một tháng, một ngày anh em chạy 10 đơn cuốc nhỏ, và một ngày anh em không hủy đơn nào, thì trong vòng một tháng cái thanh chất lượng của anh em là sẽ 4 khúc màu xanh. Thì lúc đó anh em giật đơn dài ok, bảo đảm giật cái là dính. Đây là bí quyết để làm sao chúng ta tăng thu nhập. Thì chúng ta phải đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc ngay từ bước đầu. Em chỉ chạy những cuốc ngắn thôi. Cuốc ngắn thì không có ai giành giật với anh em cả. Những cái cuốc mà đó 16, 20, 30 bảo đảm 35 ngàn là cái cuốc đó anh em giật không được rồi, thì vì người khác đã giật nhanh rồi.
những cái người cũ đã giật rồi. Thì anh em chỉ chạy tầm quốc 16 đến 30 ngàn thôi. À, mà trên 30 ngàn thì anh em vẫn phải giật thử xem nó được hay không. Thì anh em chạy, nhưng mà anh em né những cái đơn hàng mà cồng kềnh. À, né những cái đơn hàng cồng kềnh đi. Những cái đơn hàng ứng tiền anh em né luôn, tại vì anh em mới chạy mà. Đừng chạy cồng kềnh và đừng chạy đơn ứng tiền. Thì sau một tháng thì anh em có kinh nghiệm rồi, thì anh em tha hồ anh em lửa cuốc to mà chạy. Và đặc biệt là những cái cuốc ngắn, anh em đừng có ghép đơn anh em nhé. Những cuốc ngắn là ghép đơn nó không hiệu quả đâu. À, thời gian ghép, chờ ghép với lại thời gian đi lấy hàng và đặt trả hàng thì nó sẽ bị lâu. Tiền không có nhưng mà mất thời gian và xăng nữa. Cho nên anh em không cần phải ghép. Cứ chạy cuốc ngắn trong vòng một tháng, bỏ thời gian ra. Là trong vòng một tháng là anh em sẽ giật được cuốc dài rồi đó. Nhưng mà bảo đảm là anh em đừng có hủy cuốc nào nhé. Những cuốc nào AB quá thì bất đắc dĩ thì anh em mới phải hủy. Còn anh em không nên hủy. Không nên hủy chứ không phải là bắt buộc không phải hủy. Cuốc nào bất đắc dĩ thì mình mới phải hủy. Thường thì những cuốc ngắn thì khi mình đến thì hàng cồng kềnh quá thì mình kêu khách thêm phí cho mình. Không sao cả, thì anh em cứ nói đi rồi khách người ta cũng hiểu, người ta cũng sẽ thêm phí cho anh em thôi. Còn đặc biệt là những cái cuốc mà yêu cầu cắt băng ga thì anh em hạn chế nhận. Những cuốc đó thì để cho những người cũ người ta nhận thôi. Mình nhận nó mất thời gian. Và sau khi một tháng anh em chạy thì cái thanh chất lượng của anh em sẽ tăng lên là 4 khúc. Thì lúc đó anh em tha hồ nhận cuốc. Thì lúc đó thì mình không cần hướng dẫn gì nữa. Thì anh em cứ đi làm. Thấy cuốc to giật, cuốc nhỏ bỏ qua. Cuốc to giật, cuốc nhỏ bỏ qua. Cuốc to giật, anh em giật xong, anh em đi lấy hàng xong, anh em ra đâu đó thì anh em ngồi chờ ghép cái đơn cùng tuyến với cuốc mình đang thực hiện đó. Còn ghép như thế nào thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ghép như thế nào hiệu quả, ngay ngắn, cùng tuyến đường, không bị lệch. Anh em lệch 3 cây thì anh em phải đi 6 cây. Anh em lệch 5 cây thì anh em phải đi 10 cây. Đi ra đi vào cái thời gian nó gấp đôi. Thì ghép như thế nào thì video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Còn video này thì mình hướng dẫn cho anh em, những anh em mới chạy thôi. Mình làm sao để mình giật được cuốc to. Còn túi dừa nhiệt thì anh em không cần nên mua. Anh em có nhiều tiền anh em mua. Mà anh em có ít tiền anh em không cần nên mua. Anh em chỉ mua cái áo thôi để mặc thôi. À, đá đơn không phải là do túi dừa nhiệt. Túi dừa nhiệt anh em mua thì anh em thấy được những cái đơn có túi dừa nhiệt. Còn anh em chưa mua túi dừa nhiệt thì anh em sẽ không có hiện những cái đơn túi dừa nhiệt cho anh em nhìn. À, Lala sẽ ấn cái đơn có túi dừa nhiệt đi, tại vì anh em chưa mua túi dừa nhiệt. Và khi anh em mua túi dừa nhiệt thì Lala sẽ hiện cái đơn có túi dừa nhiệt cho anh em. Mà đơn túi dừa nhiệt thì thường là giao gấp, giao liền, không được ghép đơn. Ghép đơn là ngồi đồ ăn, khách chửi một sao. Cho nên túi dừa nhiệt cái hại thì nhiều mà cái lợi thì ít. À, cho nên anh em bỏ qua túi dừa nhiệt nhá. Tại vì không có công ty nào mà bắt mua túi dừa nhiệt cả. Trừ khi những cái công ty đó mà bắt buộc mua combo đồng phục thì trong đó có túi dừa nhiệt thôi. Còn những công ty nào không bắt buộc combo đồng phục thì anh em không cần phải mua túi dừa nhiệt làm gì. Công ty nào cũng vậy. Nhưng mà AHA nhá, AHA bắt mua combo đồng phục nhưng mà không có túi dừa nhiệt ở trong combo đó. Cho nên mình chạy AHA nhưng mà mình không mua túi nhiệt của AHA. Nhưng mà mua túi dừa nhiệt của AHA thì nó có lời được 10. Còn mua túi dừa nhiệt của Lala thì nó có lời được 2 thôi. À, AHA thường thường những quốc xa đều dùng túi dừa nhiệt hết. AHA những quốc xa khách thường thường yêu có túi dừa nhiệt. Thì nếu mình không có túi dừa nhiệt thì mình sẽ không chạy được quốc đó. Mà nếu mình chạy túi dừa nhiệt bên AHA mình không có túi dừa nhiệt mà mình chạy túi dừa nhiệt thì sẽ phạt 200.000. Còn bên Lala mình không có túi dừa nhiệt thì Lala sẽ không có hiện đơn túi dừa nhiệt. Không có hiện thì lấy đâu mình chạy. Cho nên anh em mới vào thì anh em chỉ mua áo mũ, nón mũ với quần áo thôi, anh em chạy thôi. Còn túi dừa nhiệt thì tính sau đi. Khi nào anh em nhiều tiền, chạy được nhiều tiền, anh em thích lên mua thì anh em mua thôi. Hoặc là anh em mua với nhu cầu thì anh em bỏ đồ thì được. Còn mua túi dừa nhiệt mà để chạy những đơn túi dừa nhiệt thì hầu như là ít lắm. Mình mua túi nhiệt nhưng mình chỉ chạy được một đơn túi dừa nhiệt. Mình đã chạy gần một năm rồi. Vì đơn túi dừa nhiệt nó ngắn,
nó ngắn với lại dao gấp nữa ha. Nhiều khi canh cá cua rồi bỏ trong tủ nhiệt nó hôi. Thế nhá anh em nhá, thì sau video này thì video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em biết cách ghép đơn như thế nào để hiệu quả. Video này thì mình sẽ dành cho hội viên anh em ạ. Thì anh em nào đăng ký tham gia hội viên thì sẽ được xem video này. Video này là có đặc quyền riêng dành cho hội viên của mình. Anh em mà tham gia hội viên thì sẽ được xem video này. Thì anh em không chưa tham gia thì sẽ không có video này đâu. Vậy nhá, xin chào anh em và hẹn gặp lại.